Xin chào tất cả mọi người, mình là Poseidon. Trong cái clip ngày hôm nay của Coi68 TV, chúng ta sẽ cùng đến với một cái chủ đề mà mình nghĩ là khá là thú vị. Đó chính là top 7 đồng coin và token mà mình nghĩ rằng sẽ bùng nổ mạnh mẽ ở trong cuối 2021 và đầu 2022. Trước khi bắt đầu đi vào clip thì mình muốn chú thích thêm một chút ha. Thì toàn bộ những cái thông tin và những cái nhận định ở trong clip này là dưới góc độ quan điểm cá nhân của bản thân mình và đội ngũ Coi68, hoàn toàn không mang ý nghĩa là lời khuyên đầu tư. Do đó mọi người cần sử dụng nó một cách là đúng đắn, và chúng ta cần phải research hoặc là chúng ta cần phải nghiên cứu thêm dựa trên quan điểm cá nhân trước khi chúng ta xuống tiền vào bất kỳ cái đồng coin hoặc là đồng token nào. Let's go. Thì top 1 là mình muốn giới thiệu với mọi người, đó chính là Filecoin. Thì Filecoin là một giải pháp blockchain cung cấp cái giải pháp lưu trữ dữ liệu phi tập trung, dung lượng và lưu trữ trong Filecoin ấy, thì nó sẽ không bị kiểm soát bởi bất kỳ công ty hay là cá nhân nào ha. Thì Filecoin sẽ tạo điều kiện cho toàn bộ những người dùng và những cái đơn vị khác, tức là những cái dự án có thể lưu trữ và truy xuất các cái dữ liệu. Thì Filecoin được ví như là một cái Google Drive của crypto. Và nếu như mọi người đã từng sử dụng các cái giải pháp liên quan đến lưu trữ dữ liệu thì mọi người chắc chắn là biết về cách mà chúng ta lưu trữ dữ liệu, một cách là ở trên dữ liệu đám mây ấy, chúng ta có thể tải file hoặc là tạo những cái clip hình ảnh ở lên trên Google Drive, sau đó sử dụng ngược lại để chia sẻ những cái dữ liệu đó cho tất cả mọi người. Thì Filecoin nó chính là một dạng Google Drive của crypto. Chỉ khác với Google thì Filecoin hoạt động một cách hoàn toàn phi tập trung. Chúng ta sẽ điểm qua một chút những cái con số ấn tượng của Filecoin trong năm 2021. Thì đã có hơn 12 EIB tổng công suất lưu trữ mạng được sử dụng, hơn 3.362 nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ ở trên Filecoin, hơn 230 tổ chức xây dựng trên mạng lưới của Filecoin ha. Các bạn có thể tìm hiểu các thông tin này trên cái blog của Filecoin nhé. Rồi, ngoài ra thì có hơn 465 dự án mới tham gia vào hệ sinh thái của Filecoin, hơn 7.500 cộng tác viên trên GitHub và hơn 10.000 dev tham gia vào Hackathon. Đó, thì đây đều là những con số rất ấn tượng, và mình nghĩ rằng là trong cái trend mà Web3 thì Filecoin sẽ là một trong những cái đồng coin có thể bùng nổ rất là mạnh ha. Cái dự án tiếp theo mà mình muốn review đó chính là về The Graph, hay còn được biết đến với cái đồng token là GRT. Thì tương tự như Filecoin thì The Graph cũng là một trong những dự án rất là nổi bật trong mạng Web3 và mạng dữ liệu. Thì The Graph được ví như là một cái Google của crypto, giúp người dùng mà truy vấn toàn bộ những thông tin cần thiết. Thì The Graph sẽ cho phép lập các cái chỉ mục, tức là các cái index và truy vấn dữ liệu từ blockchain. Cái kết hoạt động chính của The Graph đó chính là họ sẽ cho phép bất kỳ ai hay là cá nhân hay tổ chức nào, người ta cũng có thể xây dựng và publish những cái API với tên gọi Subgraph. Thì Subgraph này nó sẽ giúp cho cái việc truy cập dữ liệu từ blockchain trở nên dễ dàng hơn đối với tất cả mọi người. The Graph hiện tại vẫn đang là dự án đi đầu trong mạng truy vấn data và là cái cánh cổng để mở ra cái Web3. Thì các cái dự án hay là các cái user trong tương lai mà người ta muốn truy vấn data thì hay là truy vấn và sử dụng dữ liệu kết hợp quả thì người ta có thể sử dụng The Graph. Và nếu như The Graph chiếm lĩnh một cách nhanh chóng cái mạng này thì mình tin rằng cái token GRT sẽ có cái sự bùng nổ rất là lớn trong tương lai. Rồi cái đồng coin thứ ba và cái dự án thứ ba mà mình muốn giới thiệu đó chính là Neo Protocol. Thì chắc chắn là rất là nhiều người đã nghe và thậm chí đang hold cái đồng Neo này. Thì tại sao mình lại chọn Neo chứ không phải Solana hay các cái nền tảng, các cái đồng coin nền tảng khác? Thì bởi vì Neo Protocol mình thấy vẫn đang còn một cái dư địa để chúng ta đầu tư. Thì đầu tiên, Neo Protocol là một cái blockchain hoạt động theo cơ chế public, proof of stake và sharding. Do đó thì nó sẽ có khả năng là một lượng cao và chi phí thấp. Thì Neo đã xây dựng và phát triển qua nhiều giai đoạn, đó là mainnet phase 0, mainnet phase 1, phase 2 và sau đó là ra mắt Rainbow Bridge vào tháng 4 2021. Thì đối với mình ấy,
thì Near hiện tại đang ở trong một cái trạng thái gọi là bán sẵn sàng đón nhận dòng tiền, tức là chưa hoàn toàn sẵn sàng nhưng mà đã bắt đầu có những cái dấu hiệu. Đầu tiên thì chúng ta có thể điểm qua cái việc đó là Near đang dần dần hoàn thành những cái mảnh ghép quan trọng trong hệ thái, ví dụ như là về AMM Desk thì có Red Finance ha, về Stablecoin thì có USDC, USDT, DAI và TUSD, về Long Path thì có Skyward Finance, Nearpath, về Oracle thì mình thấy là Chainlink, Flux, Dan Protocol là ba dự án lớn đã tích hợp bên Near đó. Tuy nhiên thì những cái mảnh ghép này vẫn còn đang khá là hạn chế và chưa thực sự phát triển mạnh so với những cái hệ sinh thái đã bùng nổ như Solana hay Avalanche. Tuy vậy thì gần đây nếu như mọi người để ý thì cái dự án cực kỳ quan trọng đối với Near đã ra mắt đó chính là Aurora. Thì Aurora chính là giải pháp là cho phép cả cái dApp trên Ethereum được xây dựng và được mang sang Near một cách dễ dàng hơn. Thì theo mình đây là một trong những cái nền tảng hạ tầng quan trọng nhất để dịch chuyển cái dự án dòng tiền và cả user từ Ethereum sang Near, hoàn toàn tương tự như cách mà Avalanche đã làm với cái cầu nối Avalanche Bridge. Đó. Do đó thì mình kỳ vọng vào cuối 2021 và đầu 2022, Near sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các cái mảnh ghép, ví dụ như là Landing, ví dụ như là AMM, ví dụ như là Phái Sinh, Dex Phái Sinh, vân vân, thì để từ đó thu hút cái dòng tiền và user đến với hệ sinh thái của mình. Rồi, tiếp theo thì dự án thứ tư cũng là một trong những cái dự án quan trọng mà mình vừa nói là Aurora. Thì nếu như chúng ta nhận định được rằng quý 4 2021, quý 1 2022 Near có thể có sự bùng nổ mạnh thì Aurora chính là mảnh ghép cực kỳ quan trọng đối với cơ sở hạ tầng ha. Mọi người có thể hiểu đó là Aurora như một cái nền tảng để mà Near có thể thu hút dòng tiền và user từ các cái hệ sinh thái của Ethereum sang và Aurora sẽ cho phép các nhà phát triển, cái developer trên Ethereum có thể triển khai dự án lên Near một cách dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn. Do đó thì bởi vì nó là cái nền tảng đầu tiên để phát triển cả một cái hệ sinh thái, do đó khi mà Near bùng nổ thì chắc chắn là cái việc mà Aurora bùng nổ trước, thậm chí là bùng nổ trước ha, là cái điều là không thể nào tránh khỏi. Do đó mình rất là kỳ vọng Aurora sẽ bùng nổ trong đầu 2022. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái dự án là đã khá là lâu đời ha, không phải là quá lâu nhưng mà cũng đã hoạt động được một cái thời gian tương đối ổn định, đó chính là Dodo. Thì Dodo là một cái dự án AMM Desk được xây dựng với xuất phát điểm ở trên Ethereum, và hiện tại thì Dodo đã, mọi người có thể thấy là Dodo đang phát triển rất là nhiều chain khác như là Binance Smart Chain, Polygon, Arbitrum và Echo Chain. Theo cái mình biết thì hiện tại Dodo đang xây dựng ở trên Moonriver. Thì cái điều này cho thấy rằng Dodo đang hoạt động khá là hiệu quả và tích cực ở trên nhiều chain khác nhau để mang lại cái trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Thì ngoài ra thì trong Dodo cũng rất là nhiều các quỹ đầu tư tài One, người ta đầu tư ví dụ như là Framework, Pantera, Twiro, Binance Labs, Convey, CMH, Lamina Research, Defiant, EOS Venture. Nói chung là đây toàn là những đa phần là và Robot Venture, thì đây hầu hết là các cái quỹ rất là uy tín ở trên thị trường đó. Trong cái update V2.1 gần đây ấy, thì Dodo người ta đã giới thiệu ra một số cái tính năng mới của nền tảng, đó là cho phép giao dịch cái thị trường phân mảnh NFT, tạo và phát hành NFT qua các phân mảnh, update các cái giao diện để mà mang đến cái trải nghiệm người dùng tốt hơn, update về cái cơ sở hạ tầng của giao thức để cải thiện sự ổn định. Cái này là lý được lý giải, đó là bởi vì Dodo đang triển khai thêm rất là nhiều chain khác nhau, do đó thì cái cơ sở hạ tầng của nền tảng đòi hỏi sự ổn định để cho toàn người dùng sử dụng và cái việc mà bảo mật nó tốt hơn ha. Thì ở đây thì mình có chú ý đến một cái chi tiết, đó là Dodo đang cho phép giao dịch NFT một cái phân mảnh. Thì nếu như mọi người biết rằng là một NFT ấy, thì nó luôn được giao dịch theo dạng đó là chỉnh thể của nó, tức là một NFT là được bán và mua và nguyên vẹn. Thì đây là một cái rào cản lớn đối với chứng khoán NFT, tại vì có nhiều NFT có cái giá trị rất là lớn trên thị trường, lên đến hàng trăm nghìn đô, hàng chục nghìn đô hoặc thậm chí hàng chục triệu đô. Khi đó thì cái việc mà giao dịch toàn bộ một NFT rất là khó, tại vì chúng ta cần phải tìm được một cái người mua, người ta hứng thú với NFT đó, người ta có điều kiện về tài chính và
người ta biết về crypto thì cái đó người ta mới giao dịch. Thì đây là một cái cản trở đối với cái gọi là thanh khoản NFT. Thì nếu như Dodo thành công trong việc tạo ra một cái thị trường phân mình cho phép NFT giao dịch một cách chia nhỏ NFT ra và cho phép NFT giao dịch theo từng phân mình, thì khi đó nó sẽ cải thiện rất lớn cái thanh khoản NFT và đồng thời nó cũng sẽ giúp Dodo bùng nổ trong tương lai khi mà NFT đang là một trong những cái từ khóa hot nhất hiện đại. Thì đó, mình cũng kỳ vọng Dodo có thể bùng nổ trong quý 4 2021 hoặc là đầu 2022. Dự án tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đó chính là TraderYo. Thì có lẽ đây cũng là một cái dự án mà khá là nhiều người đã từng nghe nói. Thì TraderYo chính là top 1 AMM hiện tại ở trên hệ sinh thái Avalanche. Đó. Và Avalanche trong thời gian vừa qua đã là một hệ sinh thái thu hút được rất nhiều sự chú ý khi mà cái tổng tài sản hóa ở trong hệ sinh thái lẫn giá của đồng coin Avax nó tăng trưởng rất là nhanh. Tuy vậy thì theo mình á, Avalanche vẫn là một cái hệ sinh thái còn rất là nhiều dư địa phát triển, đặc biệt là khi mà trong thời gian vừa qua thì Tether có ra một cái thông báo quan trọng, đó là sẽ ra mắt cái stablecoin của mình ở trên Avalanche. Thì với cái động thái này á, thì mình tin rằng dòng tiền sẽ tiếp tục được đổ về Avalanche. Tuy nhiên nếu như chúng ta lựa chọn đầu tư vào những cái đồng coin như là Avax tại thời điểm hiện tại thì có thể cái rủi ro nó sẽ cao hơn. Do đó mình sẽ giới thiệu với mọi người là TraderYo. Thì TraderYo chính là top 1 AMM ở trên Avalanche và đồng thời được đầu tư bởi Turiero Capital. Thì Turiero Capital cũng chính là cái quỹ mà đầu tư và siêu khá là nhiều cho Avalanche. Do đó thì TraderYo mình rất là kỳ vọng. Và đồng thời TraderYo thì còn chưa được list trên Binance. Do đó mình kỳ vọng là khi mà có nhiều tin tức tốt hơn và thị trường tốt hơn thì TraderYo sẽ tăng trưởng mạnh trong tương lai. Thì hiện tại TraderYo đạt được cũng rất là nhiều con số ấn tượng. Ví dụ như là đối với AMM thì TVL đạt là hơn 1,6 tỷ đô, volume trung bình đạt vào khoảng hơn 500 triệu đô trên một ngày. Total revenue theo cái ghi nhận của Token Terminal đạt vào khoảng trung bình từ khoảng 1.3 đến 1.8 triệu đô trong vòng 7 ngày gần nhất. Tổng giá trị YO stake ở trong giao thức đạt hơn 200 triệu đô. Và ngoài ra cái mạng lending, tức là một cái mạng khác ở trên TraderYo mà TraderYo đang xây dựng và phát triển với dưới dạng là cho vay và dưới dạng là hoạt động hình thức cho vay ấy, thì đang được cái con số khá là lớn. Ví dụ như là total supply, tức là cái tổng số tiền cho vay là khoảng hơn 1,4 tỷ đô và cái số tiền mà mượn người dùng đã tham gia mượn trên giao thức là nó đạt gần 900 triệu đô. Thì mọi người có thể thấy cái analysis của TraderYo. Rồi, và cuối cùng cũng là một dự án ở trên Avalanche chính là BenQ Finance. Thì BenQ Finance chính là một cái mảnh ghép quan trọng của hệ sinh thái Avalanche và nó là Native Lending Project, tức là cái dự án thuộc mạng lending và borrowing nền tảng của hệ sinh thái Avalanche. Thì mọi người có thể thấy hiện tại TVL của BenQ đã tăng vào cái thời điểm mà mình bắt đầu mua cái đồng đầu tư vào cái đồng coin này, thì TVL của nó chỉ đạt khoảng hơn 1 tỷ đô thì hiện tại đã đứng gần 4 tỷ đô. Thì đây là một cái mức tăng trưởng rất là lớn ha, khi mà TVL nó đã đạt hơn 1 tỷ đô thì cái việc mà tiếp tục nó ít vốn lên như vậy cho thấy cái sức hấp dẫn của cái dự án này ở trên thị trường. Và BenQ cũng gần đây cũng đã được list trên Binance, do đó thì mọi người có thể yên tâm hơn trong cái việc giao dịch. Trong thời gian tới thì hiện tại thì Q, theo mình biết thì cái đồng token là Q QE thì đã được đưa vào làm tài sản thế chấp ở trên dự án. Tuy nhiên thì dự án vẫn đang tiếp tục cải thiện cái hiệu quả sử dụng vốn, tức là tăng cái tỷ lệ được vay ở trên cái số tiền thế chấp ấy của đối với cái token Q. Đồng thời thì trong thời gian tới thì BenQ sẽ ra mắt một cái sản phẩm rất là quan trọng, đó chính là liquid staking, tức là một cái sản phẩm dưới dạng là cho phép người dùng stake Avax và những cái đồng token khác ở trong hệ Avalanche, sau đó nhận lại một cái token Wrapped và có thể mang cái token Wrapped đó để tiếp tục đi thực hiện cái tác vụ DeFi khác trong thời gian stake
Đó, tức là chúng ta vừa có thể tham gia stake và vừa có thể kiếm được lợi nhuận mà không bị khớp trốn vốn, thì đây là một cái sản phẩm theo mình nghĩ là khá là cần thiết ở trên Auckland hiện tại, khi mà những cái người người ta hold Avax lâu dài, người ta sẽ có cái nhu cầu mà stake Avax, và khi mà stake Avax á, thì người ta sẽ không làm được gì được với cái số tiền đó mà người ta còn chịu cái biến động giá, rủi ro về biến động giá. Thì khi mà giải pháp liquid staking này được BenQ ra mắt thì sẽ giúp cho người dùng đó, có thể vừa stake vừa mang cái Wrapped token đi kiếm lợi nhuận ở nơi khác, như dạng như là lending, borrowing hoặc cung cấp thanh khoản. Đấy chính là một cái ý tưởng khá là hay. Và khi đó mình kỳ vọng rằng cái TVL, tổng tài sản hóa ở trong BenQ nó sẽ tiếp tục tăng và nó sẽ tạo ra giá trị cho toàn bộ cái dự án, từ đó làm cho giá của Q tiếp tục bùng nổ. Thì như vậy mình đã review xong cho mọi người về 7 cái dự án mà mình tin rằng là cuối 2021 hoặc đầu 2022 sẽ có những cái sự bùng nổ. Và mình xin nhắc lại một lần nữa ha, thì toàn bộ những cái nhận định trong clip này đều là dưới góc độ quan điểm cá nhân, do đó thì mọi người cần phải cân nhắc và phải nghiên cứu thêm, nếu mà thấy phù hợp hoặc không phù hợp gì đó thì chúng ta mới tự đưa ra cái quyết định đầu tư ha, chứ mọi người đừng có vội vàng nghe, vì có những lúc những nhận định từ con số 8 hoặc là từ cá nhân mình có thể đúng hoặc sai ha. Do đó mọi người chỉ nên nghiên cứu dưới góc độ đó là kiến thức và nghiên cứu ha, và từ đó có thêm những cái góc nhìn trong thị trường. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người, và đừng quên follow, like clip và follow Constant TV để mà nhận thêm nhiều nhiều hơn những clip hữu ích từ bọn tụi mình nhé.